Em xin chào quý anh chị đang đến với kênh mua bán xe cũ. Vậy em Hằng đại diện Auto 88 có địa chỉ tại số 5 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội ạ. Hôm nay em đến cho anh chị một mẫu xe Camry mà với cái màu ngoại thất là màu đen bóng, bên trong nội thất là màu kem rất là đẹp anh chị nha. Và mẫu này bên em được sản xuất năm 2021 bản 2.0G. Cái bản này thì nếu như anh chị là một người dùng rất là ưa thích Camry, tuy nhiên mình có một cái mức tầm tài chính vừa phải, không phải quá nhiều, thì đây là sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu ạ. Với cái kiểu dáng này sang trọng, lịch lãm cũng như rất là thời thượng thì Toyota Camry luôn chiếm vị thế trong lòng của mọi khách hàng. Và để hôm nay lên cho anh chị xem cụ thể về một chiếc xe mà bên em hiện đó ạ. Với mức giá rất là ưu đãi thôi ạ, chỉ hơn 800 triệu đồng. Và trước tiên đi với mức giá thì em xin phép giới thiệu sơ qua tổng quan để giới thiệu cụ thể chi tiết đến với các anh chị ạ. Và đây đi qua về cái phần ngoại thất của nó với cái màu sơn rất là đen bóng nhá, thì nó cái xe nó cảm giác rất là sang trọng. Ngoài ra là với cái mặt lưới tản nhiệt dạng hình bản thanh ngang như thế này, nhìn nó rất là cuốn hút của Toyota Camry. Đi qua về phần lớp sơn thì lớp sơn em thấy tổng quan là lớp sơn còn zin khá là nhiều anh chị nha. Khá là nhiều luôn đấy ạ. Với các xe của bên em thì khi thu mua về thì đều trong tình trạng nguyên bản, nên là sẽ để cho anh chị có một cái nhìn chân thật và mộc mạc nhất để có thể đánh giá được khách quan nhất về chiếc xe anh nhé. Mặt la răng là hình dạng đa chiếu này, mình thanh ngang này. Và với cái phần lớp la răng như thế này thì em thấy rằng là nó cũng không có xước xác nhiều ở cái mặt vành này đâu ạ. Ngoài ra là lốp còn khá là mới đẹp và căng này. Lớp sơn rất là tươi. Nó chỉ có một chút cái phần ở phần cánh cửa bên tay trái của ghế lái thôi, thì là nó sẽ có một chút xước xác như thế. Còn ngoài ra hầu như các lớp sơn này là không hề có một chút gì xước răm cả. Đây anh chị nha, còn rất mới luôn ạ. Và đi tới cái khoang hành lý của chiếc xe thì em sẽ xin giới thiệu cho anh chị xem về cái độ rộng của nó như thế nào. Xe thì được trang bị là cốp cơ anh chị nha. Đó. Rất là rộng rãi đúng không ạ? Với một khoang hành lý như thế này thì anh chị có thể sử dụng vào rất là nhiều mục đích. Tiếp theo là khoang lốp dự phòng của xe. Thì em cũng mở cho anh chị xem. Ở lốp dự phòng thì còn mới nguyên anh chị nha, và chủ cũ chưa sử dụng luôn ạ. Ô đô đi của con này là 7 vạn anh chị nha, nhưng rất là giữ gìn luôn ạ. Chủ cũ rất là giữ gìn nên là xe cũng còn rất là mới luôn. Xe có sao em bảo vậy để khi anh chị đến xem xe thì sẽ thấy làm sao nó được chân thực nhất anh chị nhé. Với các xe bên em thì đều hỗ trợ cam kết bằng văn bản này là xe không đâm đụng, ngập nước hay là thủy kích ạ. Đây, từ tất cả các chi tiết từ gioăng này, keo chỉ này, rồi đến ốc vít nhá, thì đều còn zin ạ. Về động cơ hộp số thì bên em cũng đều đã kiểm tra kỹ từ ban đầu rồi, thì còn nguyên bản anh chị nha. Và bên trong là phần nội thất màu kem. Tuy là một cái tông màu sáng như thế này nhưng bên trong nó còn rất là mới ạ. Chủ cũ em thấy là cũng là một người rất là cẩn thận khi sử dụng cái gam màu em nội thất này, mà trong khi nó vẫn còn rất là mới. Đó, da vẫn còn rất là, da của bọc ghế còn rất là căng này. Bên trong từ cái phần vô lăng này, rồi đến những cái phần mặt trung tâm điều khiển này cũng còn rất là sắc nét, rất là đẹp. Đây, các chi tiết ở phần cánh cửa này thì đều phối da hết rất là sang trọng. Đánh giá sơ qua về tổng quan nội thất này thì em đánh giá nó mới còn khoảng 90% anh chị nha, không hề nói quá luôn ạ. Đây, và xe thì chủ cũ đã vận hành được đến ô đô là 7 vạn zin ạ. Kèm màn hình giải trí 7 inch này. Xe thì được trang bị rất là nhiều cái tính năng an toàn, ví dụ như là hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc này, hệ thống chống bó cứng phanh này, hoặc là hệ thống cân bằng phanh điện tử đều có hết ạ. Và đối với cái khoang
Cabin như thế này thì ghế lái thì có thể là chỉnh điện được 10 hướng nha. Với cái ghế phụ như thế này thì cũng có thể là chỉnh được 8 hướng anh chị ạ. Xe thì được trang bị là ghế chỉnh điện này. Và em quay trực tiếp cho anh chị xem về cái hàng ghế sau. Rất là mới luôn ạ. Và khi anh chị đến xem xe thì bên em sẽ đem xe đi spa lại hoàn toàn ạ. Và thật sự ở trong xe là còn được trang bị thêm dàn âm thanh 6 loa cùng với cái hệ thống cách âm rất là tốt ạ. Vận hành xe thì rất là êm ái luôn. Nói về Toyota Camry thì chắc là không phải nói nhiều nữa rồi. Và đi qua tổng quan về phần ngoại thất cũng như là nội thất của xe như anh chị cũng đã thấy thì mức giá hiện tại bên em đang chào bán là một mức giá rất hữu nghị luôn ạ, 879 triệu ạ. Và đặc biệt là khi anh chị đến xem xe và cũng như là thực sự có thiện chí thì với mức giá này bên em vẫn có thể là thương lượng được anh chị nha. Bên Auto 88 thì có hỗ trợ anh chị vay lên tới 70% giá trị xe và hỗ trợ anh chị đem xe đi check thoải mái mà không cần đặt cọc ạ. Các chính sách rất là hỗ trợ cho khách hàng rất là tốt đúng không ạ? Nên khi mà anh chị đến với Auto của bên em, cần em hàng hỗ trợ liên hệ giúp em qua số điện thoại 0898 588 586. Và tại địa chỉ Auto 88 của bên em ở số 5 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội ạ. Anh chị yên tâm là trong thời gian sửa chữa này thì bên em mọi mức giá đều rất là hỗ trợ cho khách hàng để có trải nghiệm mua hàng tốt nhất anh chị nha. Nên là anh chị cứ thoải mái gọi điện cho em để em có thể là tư vấn và hỗ trợ cho anh chị đến được Auto của em này để xem xe này cũng như là hỗ trợ anh chị thêm rất là nhiều thông tin nữa khác về xe mà nếu như anh chị cần ạ. Và xin phép kết thúc video tại đây. Em rất cảm ơn anh chị đã xem đến cuối cùng video này. Em chúc anh chị một ngày mới làm việc hiệu quả và nhiều niềm vui ạ.